Hello mọi người, mình là Audio Cycle đến từ Audio Tinh Tế và hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về cái cặp loa Bookshelf Dye Audio Heritage Special. Thì Dye Audio Heritage Special nó là một cái cặp loa mà mình rất là thích ngay từ lúc đầu, và mình nhìn thấy cái concept của nó ở trên mạng là mình đã kêu kiểu oh my god, oh my god, oh my god. Tao phải kiếm cách để tao một ít nhất là phải rờ được nó, và cái thứ hai là phải được nghe được nó, tại vì mình là một người rất là thần tượng cái cặp loa trước đó. Đó là cái cặp loa The Craft và bên cạnh đó là cái cặp loa The Special 25 của Dye Audio ra mắt năm 2002. Trước đây thì mình có làm một cái bài, chắc là hồi năm 2019 á, thì mình có làm một cái bài về cái cặp loa Dye Audio Special 40, thì mình vẫn còn đang sử dụng cái loa Special 40 đó, và mình cảm thấy là riêng cái dòng Special của Dye Audio nó không phải là dòng đầu bảng, nó cũng không phải là dòng mắc nhất, nó không phải là một cái dòng loa dành cho những cái người nào mà thích cái thiết kế nó bóng bẩy hoặc nó sang trọng, nó chỉ là một cái dòng loa rất là chân phương. Tuy nhiên cái tiếng của nó khi mà mình nghe hầu hết từ 25 cho tới 40 và cho tới Heritage Special hôm nay luôn, nó đều cho mình cái cảm giác giống như là được cứu rỗi vậy, và mình thích cái kiểu âm đó. Mình hơi dông dài một chút chút xíu thôi, nhưng mà cái cảm xúc của mình nó là như vậy thôi. Cái thứ đầu tiên thì các bạn có thể nhìn cái cặp loa thì toàn bộ của nó là sử dụng bằng gỗ MDF chất lượng cao, thể trọng lượng rất là nặng, và nó được phủ lên trên nó bằng một cái lớp gỗ veneer. Ở đây là màu American Walnut. Tuy nhiên cái vấn đề ở đây đó là lúc mà mình nhìn nó ở trên mạng á, thì mình cảm thấy ồ, chắc là cái thùng loa của nó sẽ giống như là cái loa Totem Forest Signature, không thôi là nó sẽ giống như cái cặp Special 40 của mình. Nhưng mà không, vấn đề là cái lớp veneer ở trên này được hand match, có nghĩa là nó đã được tính toán và được ghép với nhau một cách rất là tỉ mỉ để cho nó hợp cái đường vân với nhau. Cái thứ hai nữa là những cái đường viền và những cái đường cắt ở xung quanh loa nhìn nó rất là quyết đoán, và nhìn nó có cái độ chính xác rất là cao ấy, và mình nhìn vào mình rất là thích. Ở nhìn ở góc nào nó cũng lộ ra cái phẩm chất kỹ thuật của nó cả. Ví dụ như tại sao họ không bo tròn cái góc này của loa mà họ vẫn để một cái góc nó hơi cắt xéo và hơi lại như thế này. Anyway, mình thích cái kiểu thiết kế như thế này lắm. Nó chân phương, nó không phải là nó bộc lộ ra đây là một cặp loa high end. Tuy nhiên giá của nó thì rất là cao, giá của nó bán ở thị trường Việt Nam là tới 213 triệu 800 ngàn lận. Thì so với cái mặt bằng chung của loa Bookshelf mà đang bán ở trên thị trường, thì con này hiện tại đang được xếp vào một trong những cặp loa Bookshelf bán mắc nhất trên thị trường hiện giờ rồi. Một trong những cái lý do mà nó mắc nhất đó, nó không phải là do cái lớp vỏ không, không phải là do cái tên Dye Audio không, mà nó giống như là cái truyền thống của Dye Audio. Khi mà bạn nhìn vào cái cặp loa như là một cặp loa Heritage Special, bạn sẽ cảm được nhiều hơn là bạn fancy, bạn quan tâm về những thứ giống như là công nghệ rồi vỏ loa. Vì tất cả những cái công nghệ và tất cả những cái tốt nhất nó đều được giấu ở bên trong mà nó không lộ ra ở bên ngoài. Ví dụ như là mạch phân tần của nó sẽ sử dụng tụ và cuộn cảm của Mundorf. Rồi bên cạnh đó thì dây của Van Den Hooij, và bên cạnh đó sẽ là cái cọc loa WBT Seal Next Gen MC. Về cấu tạo và thiết kế của loa thì như các bạn cũng đã thấy, đây là cái cặp loa nó chỉ có hai loa mà thôi. Nó gồm một cái loa woofer ở đây và một cái loa tweeter mà midtrep ở đây. Thì cái woofer này và cái loa tweeter này nó đều là hai cái loa rất là đặc biệt. Ví dụ giống như là cái củ woofer này, đó là một cái củ được lấy từ được phát triển lại từ cái củ y củ trên cái dòng loa Evidence hồi xưa. Nhưng mà bên cạnh đó thì Dye Audio khi mà sử dụng cho Heritage Special, họ đã tune nó, họ đã cải tiến nó bằng cách là họ sử dụng những cái phương pháp, những cái vật liệu mới giống như là sợi thủy tinh, nhện loa thì làm bằng Nomex. Rồi bên cạnh đó là chúng ta sẽ có cái tweeter, làm nên một trong những cái niềm tự hào rất là lớn của Dye Audio luôn, đó là ESOTA 3 tweeter. Một cái tweeter có cái chất tiếng mịn sắc trong và rất là dễ nghe, và nó tạo ra cái không gian phía sau loa rất là tốt. Đó là cái cảm giác của mình đầu tiên khi mà mình nghe cái loa Dynodo Heritage Special này. Mình nhớ là lúc đầu khi mình vào cái căn phòng này thì mình nghe cái bài đầu tiên là mình mở một cái bài của Lou Reed, bài đầu tiên là mình mở The Perfect Day. Sau đó là mình nghe tiếp tới cái bài Walking on the White Side. Hai bài đó nó gần như là nó dạo đầu và nó đưa cho mình vào cái introduce, nó giống như là nó giới thiệu
về cái ngôn ngữ của cái loa vậy. Mình nhớ là lúc mà mình nghe Walk on the Wild Side, mình đã thấy ồ, tại vì cái tiếng bass nó opening cái bài á, nó mở đầu bài nó rất là lạ, nó đánh khá nặng, khá là dày, nhưng mà nó đủ chậm để cho mình cảm giác là cái chiều sâu của cái bass nó đang đi như thế nào trong không gian. Và khi mà mình nghe từng cái cú búng bass nó mạnh như vậy, mình cảm giác là bass của cái con Heritage Special này nó đang bò xuống dưới sàn và nó cứ thùi vào trong lỗ tai mình, nghe rất là kích thích. Anyway, tiếp tới đó thì mình nghe thử một cái bài, đó là một cái bài của The Moody Blues, một cái bài rock cổ, đó là cái bài Evening trong cái album A Day of Future Past. Thì riêng cái album này mình thấy cái không gian, cái sự lồng lộng của cái không gian của cái loa Dean Audio Heritage Special này, nó không phải là kiểu loa nó tống dải mid và dải treble cũng giống như là dải bass ra trước mặt các bạn để các bạn cảm thấy mọi thứ nó đang rất là organic, mọi thứ nó đang rất là dày, mọi thứ nó đang rất là colorful. Nó Dean Audio Heritage Special nó không phải là một cặp loa như vậy. Nó thể hiện tất cả mọi thứ rất là vững vàng, ổn định, sắc sảo và chi tiết ngăn nắp ở phía sau loa. Nghĩa là âm hình của loa sẽ bắt đầu từ loa xuyên về sau. Và ở trong một số bài nhất định, ví dụ giống như là nghe Bolero của Ravel do Charles Munch làm conductor, thì mình thấy giống như là cái âm trường của nó đột xuyên qua tới hai lớp tường luôn. Vì thực tế ra là cái cặp loa nhỏ như thế này, nhưng mà cái feeling, cái cảm giác của nó mang lại, nó giống như là mình đang nghe một cặp loa lớn vậy. Và cái cảm giác nó rất là đã. Nó không phải đã theo kiểu là bạn đi bar đi pub, mà nó làm cho bạn đã theo kiểu là bạn nhìn thấu hết toàn bộ những cái gì mà bạn muốn nghe ở trong cái bản nhạc đó. Mình lấy ví dụ giống như Sayonara no Natsu đi, một cái bản nhạc mà anh em thích coi phim hoạt hình của Ghibli chắc là anh em sẽ biết bài đó, bài Vĩnh biệt mùa hè đó. Thì cái bài đó nó hát là Tetsuya Aoi hát với một cái tâm trạng là đang chia tay và đang goodbye một cái người yêu. Thì rõ ràng khi mà goodbye như vậy, cái âm trường của nó phải xa xa, nó phải lồng lộng hơn và nó phải êm ái hơn. Nó không thể nào mà nó cứ đập và nó ồ vào mặt của mình được. Thì đó, mình nói như vậy để anh em biết được là cái kiểu của mình nghe và cái kiểu tiếng của Dean Audio Heritage Special nó đã tôn trọng và nó đã tôn vinh âm nhạc như thế nào. Về phần kỹ thuật, nếu anh em hỏi mình là con này có khó đánh không, thì em có phải là quái vật tí hon không? Tại vì nó thực sự nó là quái vật tí hon. Nhìn nó như thế này thôi, nhưng mà nó là 85 decibel độ nhảy nha, trở kháng nó chỉ có 4 ohm thôi. Thế nên là anh em sẽ phải cần những cái âm ly class AB hoặc là những cái âm ly có công suất càng cao càng tốt để mà anh em khai thác nó cho tiếng ra nó hay nhất. Hiện giờ ở bên này thì mình đang nghe bằng một bộ của Thrax, thì nó sử dụng là âm ly đèn, tuy nhiên nó đang đánh ở chế độ monoblock và cái đèn của nó sử dụng là đèn 300BXLS, cũng là một trong những cái đèn rất là gấu. Và có thể là vì vậy và đủ dòng và đủ lực, thế nên là sáng giờ mình nghe Dean Audio Heritage Special rất là tốt và rất là đã. Một cái buổi trải nghiệm rất là đáng nhớ. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe, theo dõi, mà mọi người nhớ like, share cũng như subscribe cho Audio Tinh Tế. Mình cảm ơn.